du lịch biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đang gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả về môi trường làm cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, đến nay sau khi sự cố môi trường được giải quyết, Tổng cục Du lịch kêu gọi du khách ủng hộ du lịch biển miền Trung. Theo phản ánh của một số địa phương, từ khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, du lịch biển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến tháng 6 năm 2016, tổng thiệt hại trực tiếp của ngành du lịch bị ảnh hưởng do thiệt hại cá chết bất thường vào khoảng 300 tỷ đồng. Do vậy, sau khi nguyên nhân cá chết được công bố, Tổng cục Du lịch đã lập đoàn khảo sát đánh giá tác động, thiệt hại và tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch hỗ trợ, khôi phục du lịch biển các tỉnh miền Trung. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, khi môi trường biển miền Trung trở lại bình thường, không có lý do gì du khách lại quay lưng với du lịch biển, đồng thời kêu gọi người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung vào cùng với các tỉnh đánh giá cái thiệt hại cụ thể. Thứ hai là hỗ trợ cho các tỉnh trong cái việc quảng bá xúc tiến và tăng cường cái việc thu hút khách nội địa đến các cái tỉnh miền Trung khi mà cái môi trường và cái điều kiện đã trở lại bình thường. Đồng thời là tiếp tục xây dựng các sản phẩm phù hợp để định hướng cho các cái phân khúc thị trường. Và chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các cái tỉnh này trong công tác quảng bá xúc tiến cả trong nước và nước ngoài. Cùng với những nỗ lực từ phía Tổng cục Du lịch, các đơn vị lữ hành cũng mở bán các sản phẩm tour phục vụ du khách trở lại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng khách đăng ký tour đến các điểm du lịch biển này vẫn rất chậm. Nhà nước cũng nên là có những biện pháp kiểm soát mạnh mẽ, chẳng hạn như là rất chặt chẽ trong việc kiểm soát những cái nguồn gây ô nhiễm và đặt những cái máy quan trắc ở rất nhiều nơi và thường xuyên có những cái công bố về điều kiện vệ sinh môi trường cho du khách yên tâm. Cam kết hỗ trợ mạnh mẽ bằng cách là bảo hiểm cho du khách nếu mà du khách gặp phải những cái vấn đề liên quan đến là an toàn về nước biển hoặc là vệ sinh an toàn thực phẩm ở những biển này. Trong một vài năm tới có lẽ là cái môi trường biển ấy chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng. Chúng ta phải nhìn vào sự thật để nói câu chuyện đấy, để cảnh báo du khách, và cái đó là chúng ta có trách nhiệm với du khách, với sự phát triển bền vững. Để làm sao du lịch miền Trung vẫn phát triển thì tôi cho rằng là bây giờ chúng ta không phải chỉ có biển, miền Trung phải chỉ có biển, chúng ta còn có núi bên cạnh nữa cơ mà. Vậy thì chúng ta tăng cường phát triển các cái sản phẩm bên đấy đi, đúng không ạ? Người ta đến chỉ thể là hưởng không khí biển thôi, nhưng mà sẽ được các sản phẩm khác. Ví dụ như là Quảng Bình tăng cường phát triển các cái sản phẩm du lịch hang động. Tổng cục Du lịch cũng dự kiến từ nay đến tháng 10 năm 2016 tổ chức các đoàn khảo sát thực tế ghi nhận tình hình du lịch Bắc Trung Bộ, đánh giá lại thực trạng du lịch khu vực Bắc Trung Bộ trước các ảnh hưởng của sự cố thủy hải sản, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, hỗ trợ du lịch Bắc Trung Bộ ổn định, phục hồi. Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên toàn quốc từ năm 1985 và cung cấp miễn phí các vaccine cơ bản cho trẻ em dưới 1 tuổi, phòng chống 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.